Anh em đang chuẩn bị qua một quán cơm của Trường Giang. Mấy anh em sẽ review cái quán Trường Giang vô chuỗi tâm bành quậy quậy tới bến luôn. Ăn ngon nói dở, ăn dở nói ngon. Làm quay thấy giống như các cháu hay lên nói là cái cháu nào lên thi nói là đến cửa chụp hình đó là về. Trong quá trình đi tới quán Trường Giang thì đến đoạn nửa đường không biết ông tài xế làm gì bấm dầu nguyên cái bô lăng cho mình đây. Nó liều dữ cái đời, nó bỏ xe, nó bỏ gì quá đây, nó đi đâu, nó chạy đâu, bỏ điện thoại, tiền bạc, các thứ. Con mẹ điện thoại rồi nè. Nói chung trải nghiệm một ngày hôm nay rất là vui với anh em ơi, rất là vui, phải nói rất là vui. Mặc dù kết quả nó như thế nào không cần biết, nhưng mà được trải lòng, được thỏa sức những cái niềm đam mê của mình thì nói chung rất là vui. Mặc dù phía trước không biết kết quả nó ra sao, thì vẫn cảm thấy hài lòng với những gì mình đã bỏ ra trong một chuyến đi này. Một trải nghiệm phải nói rất là thú vị, gặp lại những anh em, gặp lại những thành viên của chương trình Tính Chân Hài cũ cũng như là các ban tổ chức. Họ rất là chiều mến, rất là tình cảm, rất là thân thương. Nói chung là rất là quý, rất là mến tất cả mọi người. Và đặc biệt cảm ơn tất cả các fan của Đồ Tiền cũng như là tất cả các bạn trên Facebook cũng như là YouTube luôn luôn ủng hộ Đồ Tiền, lúc nào ra cái clip cũng chia sẻ và comment. Rồi nói chung là đại loại là mấy bạn rất là ủng hộ và Đồ Tiền thì và Đồ Tiền rất là cảm ơn. Đồ Tiền sẽ làm ra những nhiều clip hơn nữa để cho anh em xem trải nghiệm cùng với Đồ Tiền. Đấy, biết đâu được mấy bạn sau này cũng như thì cũng đi trải nghiệm, cũng được thử sức mình, rồi cũng đi review thế này thế này kia, điều kiện mình có thì mình có thể mình thử thỏa sức. Một tí hy vọng nhỏ, dù một tí hy vọng nhỏ các bạn cũng có thể không thể bỏ qua nếu thực sự bạn đam mê. Mình phải nắm bắt nó, rồi đôi khi cái điều may mắn nó đem đến với mình thì mình lại được tỏa sáng. Hello anh em, Pro Team đã có mặt tại 27 Trần Ngọc Thảo. Quán cơm của Mười Khó. Và bây giờ Pro Team sẽ vào bên trong để coi cái bên trong nó có không gian nó như thế nào và các món ăn nó ra sao. Ok, let's go cùng Pro Team. Yeah. Đây là cái thực đơn của cơm Mười Khó, có rất là nhiều món. Món thịt luộc của bánh tráng đầy lọc, mấy món này là tìm ăn rất là quen thuộc rồi. Món thịt cuốn xíu bánh tráng, mực cá, nói chung là... Em ơi! Cho anh một con gà quê nguyên con luộc chả có protein. Cái này là gì? Gà quê nữa con luộc chặt sẽ quay protein. Cái này là mình làm nhiều món hay là một? Là món gì? Thì em lấy cho em một, anh một con anh. Gà kho gừng đi. Gà kho gừng. Mực xào chua ngọt. Cá ngừ kho dưa. Canh cái canh chua cá thác lát đi. Câu rau lan chấm mắm cá. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Trương với Duy rất là vui khi được chuyển. Nhưng là đi từ lúc nãy qua bên Đồng Ái Đồng Ai rồi. Anh chuyển hát hay lắm mọi người. Để đời. Hiện tại uống một ly nước trà gừng. Trước khi vô quán thì người ta đã cung cấp một ly trà gừng đá. Rất là ngon anh em, thật sự rất là ngon. Đang khát nước làm ly trà gừng rất là hấp dẫn luôn. Chút nữa tìm sẽ xuống bếp tìm khám phá dưới bếp đó vậy. Chơi thôi anh em ơi. Nói chung là quá đã rồi. Quá có phi rồi. Wow. Gà luôn. Một mắm nữa. Bà mắm ăn với gì ta? Chưa biết quán Mười Khó thì có thể đến thử. Thật sự
ngon. Phải nói là mới thử một miếng mực và một miếng mắm thôi thấy đậm nhất, nó rất là tuyệt vời. Ngon anh em, quá tuyệt vời, rất là xứng đáng. Nói chung là tiệm là người miền Trung thật sự. Đây món cá ngừ vậy luôn rồi sao? Cá ngừ đúng không anh? Dạ đúng rồi. Đây, chỗ làm bên này rất là ok xanh luôn á. Chấm một cái nè. Mình sẽ quét. Đó, bỏ đây nè. Đó. Ừ, đẹp khá nặng. Chết thiệt. Dứt cái chân ràng. Thơm. Thơm bánh nè. Đây, đây là chả cá thắt lát. Đây, một miếng chả tuyệt vời. Dứt cái chân ràng. Đây. Rất là ngon, chả rất là mềm, nói chung là nó dai mềm mà không có xương. Đây là một cái menu biên lai giá tiền của quán cơm Trường Giang. Đây tất cả các món ăn nói chung giá rất là mềm, tổng cộng 2, 4, 6, 7 món, 7 thứ mà giá nó chỉ có 606.000 thôi anh em ơi. Rồi, hello anh em. Sau khi thưởng thức xong các món ăn tại Mười Khó phải nói là rất là đặc biệt. Tìm đến từ Đà Nẵng mới vừa bay vào thành phố Hồ Chí Minh vào tối hôm qua. Và sáng hôm nay đã kết tin chương trình Chồng Ải Dòng Ai. Và sau khi kết tin xong thì bộ đội tìm đã đến với quán Mười Khó để thực hiện cái gọi là thưởng thức thử món ăn ở đây đây như thế nào. Và đúng như lời đồn, quán cơm rất là ngon. Đấy. Còn về giá cả thì ra phải nói là mấy bạn nói là giá cả đắt đỏ chứ chụp hình thôi rồi về không phải như lời đồn đâu. Cơm ăn rất ngon, giá rất là bình dân. Tìm ăn nào là cá ngừ kho dưa nè, gà hấp gừng nè, mực xào nè, rồi canh chua cá thác lát nè, hai thố cơm nè, rồi sáu lung bia, ba lung bia, rồi rau lang luộc, mắm cái, mắm nêm, nói chung là chỉ có 600.000, rất là rẻ, nói chung là rất là ok, rất là phù hợp với Sài Gòn chứ không phải giá nó rõ ràng, nói chung là rất ok, mấy anh em cứ đến từ đất tìm là người miền Trung, tìm là người miền Trung thì đã đến đây thưởng thức. Mà tìm thấy ăn rất là ngon, rất là ok đây. Mấy anh em cứ đây luôn đó. Ok. Cảm ơn cháu rất nhiều. Dạ. Dạ dạ. Chú này rất dễ thương mấy anh em, nói chung là bảo vệ, từ bảo vệ cho đến nhân viên rất là dễ thương, rất là quý mến khách hàng. Nói chung là rất là tuyệt vời. Tìm là trải nghiệm nơi đây, một không gian phải nói rất là đầm ấm của người miền Trung, đúng chất người miền Trung đó. Từ nhân viên cho đến bảo vệ cho đến các thứ, nói chung là rất tình cảm. Mấy anh em cứ đến với quán Mười Khó thưởng thức những cái hương vị của miền Trung, thật sự đậm chất của miền Trung, rất là ngon, giá cả cũng hợp lý, ok, không có đắt đỏ gì hết cả. Theo những anh em đồn đại thì đắt đỏ như thế này, nhưng bộ đội so với ăn với thị trường Đà Nẵng thì nơi đây nó cũng rất là bình dân mà không có vấn đề gì đắt đỏ đâu. Anh em cứ đến thử thức nha. Rồi, bây giờ bà Rô Tìm sẽ về bãi Đà Nẵng đây. Rồi, bye bye anh em. Ê, chia sẻ clip này nên là rộng rãi nha.